Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Đây là món cá lóc hấp nước mắm và củ hành, thịt ngọt và rất là thơm ngon ha. Và mình làm cách này thì cá nó rất là nhanh chín và không cần hấp cách thủy ha. Món này các bạn có thể dùng với cơm nè, hay cuốn với bánh tráng thì đều rất là thơm ngon. Nếu anh chị và các bạn thích món cá lóc hấp này và muốn biết cách làm đơn giản như thế nào thì mời cùng dầm bếp với mình nha. Cũng như mời các bạn cùng nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những clip tiếp theo của mình ha. Để làm món cá lóc hấp hôm nay thì nguyên liệu rất là đơn giản. Đầu tiên ở đây thì mình có hai con cá lóc này là 1 kg nè, và vài tép hành. Mình có một ít gừng băm, tỏi băm và củ hành băm ha. Và một ít gừng mình sắc sợi như nè, để tí xíu mình hấp rồi mình cho lên sao. Còn phần gia vị thì ở đây mình có là hạt nêm, bột ngọt và đường. Còn ở đây thì mình cũng có nước mắm nè, còn tí xíu tiêu. Phần sơ chế cá thì cũng rất là dễ. Đầu tiên mình mua cá về thì mình làm sạch dẫy và cắt những cái dây, cái kỳ cho nó sạch hết. Và mình rửa qua nước muối, nước giấm để cho cá này nó sạch nhớt, nó không có bị tanh ha. Và cái phần cá phía lườn ở dưới thì mình sẽ dài dọc xuống tới sâu sâu như nè, để mình lấy cái phần bong bóng cá cho nó sâu á. Vậy thì khi mình hấp cá lên thì nó sẽ không có bị tanh ha. Nè, ở đây thì mình sẽ ra sâu như nè, sẽ dài xuống phía này luôn để mình lấy cái phần bong bóng ra hết cho nó dễ á. Và mình cũng sắc nhá nhá gì nè, từng khoanh mình nhá thôi, không có cắt sâu nha, để khi cá mình hấp chín rồi thì từng khoanh nó bong lên á, thì mình sẽ dễ gấp dùng hơn. Nguyên liệu và cá thì mình đã chuẩn bị xong hết rồi, thì bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần cá này trước ha. Với 1 kg cá này thì mình sẽ ướp vào đây là 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê hạt bột ngọt ha, và 2 muỗng canh nước mắm. Bây giờ thì mình sẽ trộn vào nước mắm hết luôn để mình trộn đều lên ha. Rồi thì mình sẽ cho vào đây một tí xíu tiêu xay nha. Mình cho tiêu xay vào vậy thì cái phần cá của mình khi hấp xong á, nó sẽ thơm, nó dậy cái mùi thơm ha, tiêu xay. Và mình cũng cho tỏi băm, củ hành băm và một ít củ gừng băm nhuyễn nè, cho vào trộn lên cho nó thơm đều hết luôn, rồi mình ướp vào cá. Mình ướp vậy thì mình để cho cá nó thấm khoảng nửa tiếng đã đi hấp nha. Sau khi ướp xong thì mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh đó, để cho cá của mình nó tươi. Rồi thì mình sẽ trải đều lên trên bề mặt cá như nè, mình cứ trộn đều cho cá nó thấm hoàn toàn hết, đều hết ha. Cho cá nó thấm đều hết là được. Sau khi mình ướp cá xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mình lấy hai cái dĩa nè, mình đậy lại như nè, cho nó kín hơi, rồi mình đem vào trong ngăn mát tủ lạnh nè, mình để cho cá nó tươi nha. Sau khi mình ướp cá để khoảng nửa tiếng rồi thì giờ mình sẽ bắt cái dĩa lên. Mình dùng cái dĩa nhôm mình chưng luôn, mình hấp luôn vậy thì nó sẽ nhanh hơn ha, không cần phải hấp cách thủy. Rồi thì mình sẽ cho dầu vào cho nó nóng, rồi thì mình cho những cái gốc hành này vào nè, để cho mình để cá vô nó không có bị dính đó. Hành nó vừa thơm rồi thì mình cứ tắt lửa nha. Mình tắt lửa rồi mình cho cá vào. Cho cá vào xong hết mình thả mở lửa lại ha.
nước sốt vào luôn. Rồi thì mình cũng cho thêm củ hành, mình sắp dài dài, sắp xen kẽ với cá vậy nè. Mình cho cá vào xong hết, cho củ hành rồi thì mình cho thêm vài lát gừng lên trên vậy nè. Thì cá của mình hấp xong nó sẽ thơm, là nó không có cái mùi tanh ha. Xong hết rồi thì mình sẽ dùng cái nắp. Mình dùng cái dĩa này mình làm cái nắp luôn để mình úp lại gì nè. Cho nó kín hơi vậy thì cá nó sẽ nhanh chín hơn. Và lúc này thì mình sẽ mở lửa nhỏ nha. Lâu lâu thì mình lại mình chinh cái dĩa cho nó nhích qua nhích lại cho cá nó chín đều ha. Mình hấp cách này thì rất là dễ, không cần hấp cách thủy, mà cá của mình thì rất là nhanh chín đó. Sau khi mình hấp khoảng được hơn 10 phút thì giờ mình dở ra xem coi cá này nó được như thế nào ha. Mình hấp nãy giờ là mình không cần đổ nước nha. Bây giờ cái cá này nó ra nước cá nó xanh xánh gì nè, rồi nó tự chín luôn rồi, mình không cần đổ thêm nước gì hết ha. Cá bây giờ thì nó rất là thơm và nó đã chín rồi nè, nước thì nó còn xong xắp gì nè. Thì bây giờ mình sẽ gắt thêm một ít tiêu xay lên trên mặt ha. Các bạn có ngồi ghí các bạn gắt thêm thì nó càng ngon hơn nha. Rồi rất là đơn giản luôn, như là cái món cá hấp nước mắm của mình đã xong mình để cả nhà. Món này các bạn có thể cuốn bánh tráng nè, hay mình ăn với bún, cuốn bánh tráng với bún với rau sống thì rất là thơm ngon luôn ha. Và cách hấp này thì rất là đơn giản luôn, không cần phải hấp cách thủy, cá bên trong thì nó đã mềm gì nè. Này các bạn thấy nha, nó rất là mềm, rất là tươi ngon luôn ha, rất là thơm luôn ha. Với món cá hấp kiểu này thì các bạn có thể cuốn bánh tráng rau sống nè, mình ăn với cơm hay với bún thì đều rất là thơm ngon luôn ha. Và cái nước cá thì nó còn xanh xánh gì nè, mình không cần cho thêm nước gì hết, vì mình hấp có gừng đó nên cá nó rất là thơm, không có bị tanh ha. Củ hành nó ra nước nên rất là ngọt luôn. Vậy thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm cá hấp nước mắm. Và cách hấp này thì rất là tiện, mình không cần hấp cách thủy ha. Nếu anh chị và các bạn thích món cá hấp này thì hãy thử và bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhắn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nữa nha.